kem này sức đẹp lắm à mọi người. Mỏng sức kem này nó chịu quá không? Mặt mỏng lắm rồi mọi người. Mặt mỏng lắm rồi, nó lặn hết mụn luôn không? Chị bữa mong lấy kem này về mong bán. Chả thấy ok đó. Lấy gì bán được á. Mong bán mọi người ủng hộ mong nha. Hello, chào 5 người, chào bạn đang xem live. Mọi người cho Mộng một like, đăng ký kênh cho Mộng. Chào 6 bạn đang xem Mụn xài cái kem này à. Nó lặn mụn mụn hết luôn. Bữa mụn bị dị ứng á. Nay giờ mặt mụn nó láng mình không.